안녕하세요. 코이티비 스카이입니다. 여러분, 오늘은 저희가 유미에게 고추냉이를 넣은 메로나 몰카를 할 거예요. 그럼 같이 한번 가보실까요? 아, 날씨 좋은데? 나는 메로나랑 몇 개 다른 것도 몇 개 사자고. 어? 페이크? 어, 페이크로. 이것도 사고. 뽕따. 아. 메로나, 망고. 메로나. 아. 바로 가자. 고추냉이를 사야 되는 거 아니야? 제일 중요한 걸? 딸 메로나 하나만 있으면은 의심할 것 같아서 다른 것도 여러 개 샀어요. 아이스크림 아직 잔뜩 아니 아이스크림 이렇게 많았어 집에? 어, 몰랐어? 몰랐지. 아, 그래? 응. 엄청 많았는데. 그럼 저희가 이 메로나를 잘라서 고추냉이를 넣어볼게요, 안에다. 그러면 나무가 없는 부분 한 이 정도? 좋았어. 이렇게 자르고 이쪽 면에다가 저희가 고추냉이를 넣어볼게요. 지금 고추냉이를 넣기 위해서는 여기를 좀 파내야 돼요. 파여진 부분에다 저희가 고추냉이를 채울게요. 이 정도면 됐나? 여기서 가장 중요한 것은 티가 나지 않게 잘 해주는 거야. 근데 이따 뜯어질 때 잘 구별해야 돼. 내 거랑 유미 거랑. 나 저거 주면 안 돼. 안녕. 기 험날 찜따스 리뷰 게임 한국. 게임 한국. 게임 꺼봐자 안나 게임 한국 건너주. 아, 그럼 안녕. 안녕하세요. 코이티비 스카이입니다. 여러분, 오늘은 저희가 아이스크림 리뷰를 하는 척 하면서 유미를 속여볼 거예요. 그럼 같이 한번 가보실까요? 오케이. 드디어 봤다 어때요? 깸나이. 와우. 깸나이 텔라 붕어빵. 사만코. 아, 사만코. 사만코. 어, 드문 사만코. 사만코. 어. 씹지도 않고. 사람. 야, 나랑 하. 나랑 하. 나랑은 이유가. 딱 얘야. 괜찮아. 내가 매요. 매요. 많아. 어. 이마 좀 더 등한 했냐? 응. 공유. 공유 마. 공유 cái hả? Ừ, nhiều cái khác nữa. Ừ, em thấy sao? Cái này ngon mà, nãy em nói rồi mà. Ok ok. Em cắt đi. Để ở đây đi. Để ở đây. 연기 좀 잘 하려고. 내아들 내아들. 이거 잘 잘 잘. 그만 먹으라니까 계속 먹어. 맛있어. 어, 나중에 더 먹자. 응. 일단 냉동실 넣고 올게. 오케이. 그냥 끝날라. 뽕따. 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 아, 뽕따. 어, 뽕따. 랑 em có sao không? Vẫn còn ăn được. Ngày xưa khi ăn con nhỏ, anh hay ăn cái này. Dạ.
lớn rồi anh. Ừ, có chứ. Nhưng mà em thích cái nào hơn? Kia. À, kia hơn. Em thích béo hơn. À. Ok, đủ rồi. Chúng ta ăn kem khác. Ok. 자, 몸은. 오케이, 됐다. Bây giờ kem này là Merona. Merona mà muối xoài. Merona. 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 À, Merona. Thơm xoài. Thơm như cái mùi xoài tươi á chị. Đúng rồi. Vô thay vào vô. Vô rồi. Không需要. Không需要 mà đại sư kia. 한국이랑 không tốt à? 한국이랑 không tốt? 깨무는 거 아니야? 이거 안 물어봐줘. 부시는 거. 주지대로 이용해서 mà ngon không? Ngon, nó dẻo. Thơm như mùi xài thật á. Em thấy mùi tươi không? Mùi tươi là giống như là không biết. Mà em thấy sao? Đây là răng của em. Ừ. Ok. Ủa chừng cái kia. Cái này là Verona. Em biết Verona không? Hả? Dưa leo. Dưa leo. Dưa leo là ui. Ok. Em ăn cây đó. Ok, xem cái này. Ok. Ở lưng tôi đọc cái này. Sao nó bột dưa leo vậy? 1, 2, 3. Ok. Đúng rồi. Ừ. Chúng ta có quay gì nữa. Quay gì vậy? Ngon không? Chị không cắn được. Tại sao không ăn? À, chỗ kia tiêu nào vậy? Sao vậy? Ok, ok, anh chờ nước, ok. Lại đây. Uống cái này đi, sao vậy? Chúng nó không nghe gì vậy? Hai người này không biết rồi. Đây chắc chắn là wasabi. Nước cà thịt muối. Gochu nengi. Gochu nengi. Là cái gì? Là tiếng Hàn. Wasabi tiếng Hàn là gochu nengi. Ăn bả đúng không? Em ăn kem đi. Không, cái này là hồi nãy mà. Hồi nãy còn tin được không? Không, khóc mà. Kim chắc anh đi. Kiểm tra luôn. Thằng có wasabi không? Ban con cá là rồi. Làm gì? Không có. Dạ, không cầu tính được. Thì hôm nay em đã ăn kem Hàn Quốc rồi mà em thấy sao? Tất cả đều ngon trừ cái kem này nha. Hello, 여러분.
오늘 리뷰인 척한 유미의 몰카는 대성공! 그럼 오늘의 영상은 여기까지! 안녕! 안녕.